Trưa 29 tháng 6, Công an quận Bình Tân phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra vụ hỗn chiến trước một quán ốc khiến ít nhất 5 người thương vong. Trước đó, rạng sáng cùng ngày, một nhóm thanh niên ngồi ăn nhậu ở trước quán ốc trên đường Lê Văn Quế, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh thì xảy ra mâu thuẫn cự cãi rồi xông vào hỗn chiến. Vụ việc khiến ít nhất 5 người bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, một người đã tử vong. Khoảng 2 giờ sáng 29 tháng 6, bờ ta luy cao khoảng 30m, dài 20m tại đường hẻm Hoàng Hoa Thám, phường 10, thành phố Đà Lạt bất ngờ đổ sập. Theo nguồn tin báo Sài Gòn Giải Phóng, vụ sạt lở vùi lấp hai người dân ở trong căn nhà tạm. Một số người khác được đưa đi bệnh viện trong tình trạng bị thương. Sáng 29 tháng 6, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã xác định danh tính hai nạn nhân bị vùi lấp dưới đống sạt lở. Đó là bà V sinh năm 1978 và ông K sinh năm 1976, có cùng hộ khẩu thường trú tại xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên, đều là công nhân trông coi công trình. Ghi nhận tại hiện trường, vụ sạt lở còn gây hư hại một số công trình lân cận. Hiện thành phố Đà Lạt đang tiến hành rà soát khu vực sạt lở để di dời khẩn cấp các hộ dân khỏi khu vực có nguy cơ mất an toàn. Được biết, khu vực xảy ra sự việc có địa hình chênh lệch lớn. Các công trình xây dựng thường có kết cấu nhiều tầng hầm hoặc phải xây bờ ta luy cao để gia cố địa hình. Ngày 28 tháng 6, Công an quận Bình Tân phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra vụ hai vợ chồng tử vong bất thường trong khu trọ. Trước đó, vào sáng cùng ngày, người dân sống ở khu trọ trong hẻm đường Chiến Lược và hẻm liên khu 16-18, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh nghe có tiếng động thì đến kiểm tra thấy người phụ nữ nằm gục trước phòng trọ, trên người có vết thương. Người dân gọi xe cấp cứu đến chở người phụ nữ vào bệnh viện, nhưng người phụ nữ đã tử vong. Kiểm tra phòng trọ người phụ nữ, người dân phát hiện một người đàn ông cũng đã chết, trên người có vết thương. Bước đầu, công an xác định hai người tử vong chính là vợ chồng đang thuê trọ. Người thân của cả hai cũng thuê trọ sống gần đó. Trước đó một ngày, người dân có nghe tiếng cãi vã của hai vợ chồng. Chiều 28 tháng 6, liên quan tới vụ ba cán bộ chiến sĩ công an thị trấn Trại Nghĩa ở huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội dùng súng săn bắn chết hai con dê của người dân ở khu vực núi Màu Gà, xã An Phú, huyện Mỹ Đức. Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức đã có báo cáo gửi lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về vụ việc. Theo đó, Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức cho biết vụ việc xảy ra vào trưa 26 tháng 6. Ba công an gồm Nguyễn Văn Nhân, Bùi Đình Việt và Bùi Tiến Tùng đi ô tô biển kiểm soát 30G57928 mang theo một khẩu súng hơi vào khu vực núi Màu Gà để bắn chim. Trong lúc đi săn, nhóm phát hiện và bắn chết hai con dê vì cho rằng là dê núi, sau đó cho vào cốp xe ô tô rồi đi về. Ngay sau đó, vụ việc bị người dân phát hiện chặn lại, không cho người và xe đi để yêu cầu các cơ quan chức năng đến giải quyết theo quy định. Qua xác minh ban đầu của cơ quan công an huyện Mỹ Đức, hai con dê bị bắn chết là của gia đình anh X, người địa phương chăn thả dê tại khu vực núi Màu Gà. Công an huyện Mỹ Đức đã tham mưu Ủy ban Nhân dân huyện báo cáo Công an thành phố Hà Nội xem xét thi hành quyết định kỷ luật tước danh hiệu Công an Nhân dân. Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Mỹ Đức ban hành quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng đối với ba cán bộ công an. Thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái, chiều 28 tháng 6 tại thôn Ngọn Ngòi, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên, các lực lượng chức năng đã tiến hành hủy nổ quả bom khoảng hơn 340kg, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị. Trước đó, khoảng 17 giờ 20 phút ngày 25 tháng 6, anh Trịnh Công Bình ở thôn Cầu Khai, xã Mậu Đông, trong quá trình múc đất thuê, hạ ta luy tránh sạt lở mùa mưa bão cho gia đình anh Nguyễn Mạnh Hà ở cùng thôn, đã phát hiện một quả bom khoảng hơn 340kg, dài 1,2m, đường kính 0,45m. Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ hôm 28 tháng 6 cho biết đã tìm thấy xác tàu và các thi thể bên trong tàu lặn Titan gặp nạn trong chuyến thám hiểm tàu Titanic hồi đầu tháng này. Theo báo Guardian, sau 10 ngày mất tích, các mảnh vỡ của con tàu gặp nạn đã được tàu Horizon Arctic của Canada tìm thấy và đưa lên bờ biển ở Newfoundland, Canada vào sáng 28 tháng 6. Những mảnh kim loại lớn giống các bộ phận thân tàu màu trắng của Titan và các thanh trượt hạ thủy đã được cẩu lên tại một bến tàu do lực lượng bảo vệ bờ biển Canada sử dụng ở Jones từ một con tàu ở Canada có tên là Horizon Arctic. Các mảnh vỡ từ tàu Titan nằm ở độ sâu khoảng 3.810m dưới nước và cách tàu Titanic khoảng 488m dưới đáy đại dương.